Hoàng Gia kính chào tất cả các mạnh thường quân. Buổi chiều hôm nay đến bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, phòng 822 đầu 8, khoa là khoa tim mạch, khoa nội tiết, để khảo sát một hoàn cảnh của chị Trần Kim Phượng. Chị đưa nằm viện đây thì qua lời cầu cứu của chồng chị. Thì anh tên gì? Phạm Nhân Long. Thì anh gốc gác anh ở 9A10 Nguyễn An Ninh, phường 3, phải không? Dạ. Thì anh với chị Phượng đây là sống chung bao nhiêu năm rồi? 30 năm. 30 năm hả? Rồi có con gái không? Con bị tai nạn chết. Con trai gái? Dạ. Con bị tai nạn. Rồi chị Phượng chị bệnh bao lâu? 12 năm. Bệnh 12 năm rồi. Rồi trong thời gian đó anh không có lo chạy mà để làm căn cước công dân như chị hả? Không tiện. Không có, cái đó là anh lên suy nghĩ, anh suy nghĩ quá hạn hẹp. Người mình là phải có cái giấy căn cước. Chị Phượng đây với tình trạng của chị bệnh như đây 12 năm. Đúng là chỉ được miễn phí hoàn toàn, bệnh đặt hết. Thứ hai là chỉ được nhà nước trợ cấp người tiền một người tháng là 500 mấy đó, như 540, kể cả anh người nuôi cũng có tiền luôn. Nhưng mà bây giờ chị không có cái tờ giấy căn cước lộn lưng nữa, thành ra thứ nhất là chi phí phải cao rồi, thứ hai là giờ là người ta muốn giúp cũng giúp không được nữa. Thí dụ cho tôi muốn mua bảo hiểm y tế để giúp chị, đâu có căn cước đâu. Bây giờ không có căn cước thì nó đâu có bán bảo hiểm. Bảo hiểm bây giờ cái căn cước của mình là đi khám bệnh trị bệnh rồi là phải có căn cước, mà chị không có căn cước tờ giấy động lên. Bây giờ thí dụ người ta muốn giúp cũng là 1 triệu luôn. Rồi cái đó thôi, bây giờ là nói giải thích để anh hiểu ha. Bây giờ đầu tiên ở đây thì anh xin giúp chị cái viện phí đúng không? Thì nói cùng bà con là chị Phượng với anh Long đây, à chị về bệnh 12 năm rồi, thì anh chồng thì bán vé số để hai vợ chồng ở nhà trọ ở khu phố 9, phường 5, thành phố Mỹ Tho, hẻm Bà Chúa Xứ, đúng không? Bây giờ thì hoàn cảnh của anh thì xác thực là đúng sự thật như vậy. Thì đầu tiên thì tụi tôi cũng không biết nói sao, tại vì chị nó có giấy tờ tùy thân. Thì thôi viện phí thì giúp anh đóng viện phí, giúp viện phí 2 triệu trước ha. Đó. Cái thứ hai, sau này mà chị có khỏe rồi, tụi tôi sẽ giúp đi làm căn cước với bằng cách xe của tụi tôi có xe cứu thương từ thiện ha, xe cứu thương từ thiện chỉ giúp người nghèo thôi, bệnh nhân nghèo thôi, chở thí dụ anh đi về thì tới miền Trung tụi tôi vẫn chở luôn, miễn phí hoàn toàn ha. Sẽ chở chị về ở huyện xã Thạnh Phú, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương để làm giấy căn cước, để sau này cái bệnh của chị sẽ kéo dài nữa. Tại là nếu mà không có giấy tờ căn cước thì làm sao làm được ha. Đặc mình còn cái đường dài đó làm sao anh chịu nổi. Thí dụ người ta muốn giúp người ta cũng biết sao giúp nữa, mà nếu mà bệnh mà không có giấy tờ mà đưa vô bệnh viện thì anh cứ trả viện phí thôi, không ai giúp nổi. Cái bệnh này bệnh kéo dài luôn rồi ai giúp anh nổi ha. Cái đó là nói để anh khi mà có thể trị hết bệnh đó thì anh liên hệ ở ngoài kia trước để hẹn ngày giờ mình ra trong một ngày, chứ không thể nào mình chở ra rồi công an người ta bận việc người ta hẹn nó 2-3 ngày, không thể được ha. Mình phải hẹn trước ra làm trong một ngày ha. Rồi bây giờ là tụi tôi sẽ giúp cho cái viện phí 2 triệu ha, 2 triệu trước ha. Cầm đi rồi để đưa tiền rồi giúp anh Đông ha. Khả năng của tụi tôi là chỉ giúp viện phí cho người bệnh nhân nghèo ha, đóng viện phí vậy thôi, chứ ngoài ra không có giúp tên gì nữa ha. Thì tụi tôi cũng rất nhiều người đó, con nhỏ dưới mà nó bệnh gan, anh thấy một mình nó xót xa, chỉ một mình sống trong bệnh viện thôi, không ai nuôi luôn, không ai nuôi mình á, tự nó đi sinh, nó sống bao nhiêu năm trời trong bệnh viện, tại giờ không còn bà con ai thuộc gì hết. Rồi, đưa dẫn giúp chị 2 triệu đây. 2 triệu này tường của một mạnh thường quân là chị Lê Thị Thanh Nữ. Số tiền chị gửi tôi 12.375.000. Nhưng mà đã giúp hai hoàn cảnh 10 triệu rồi, còn 2.375.000 thì giúp anh 2 triệu ha. Rồi, giờ chị anh thấy biết rồi ha. Thì giờ chị xin đại diện mạnh thường quân là em Mỹ Bình. Em Mỹ Bình gửi em 200.000. Rồi 300.000 nữa là của anh Kỳ với chị Mai. Anh Kỳ với chị Mai là gửi em 300.000. Rồi 500.000 nữa thì của
Rồi vậy ha. Rồi cố gắng ha. Đó là tụi tôi là muốn giúp là anh là hết sức đó, và bằng cách là chở chị ra về quê ở ngoài Bình Dương luôn, làm căn cước trong vòng một ngày để sau này chị mà khỏe rồi đó thì anh có số anh liên hệ ha, để tôi chở về ngoài để làm giấy tờ cước ha. Rồi vậy ha. Rồi, rồi xin tạm biệt, cảm ơn. Rồi đây em này nó cũng gửi nữa nè. Đã chung tay cùng chúng tôi để giúp những hoàn cảnh không có nơi quê nhà. Dạ, xin tạm biệt. Rồi, hai Linh cảm ơn quý mạnh thường quân rất là nhiều.